Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng giới thiệu với các bạn một chậu massage chân của Medizana. Đây là một thiết bị để chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Và giờ thì mình sẽ cùng với các bạn khám phá xem chậu massage chân của Medizana hoạt động như thế nào và các chức năng của nó là gì. Đây là chậu massage chân của Medizana và mình đã để sẵn cái mực nước trong này. Thì đây là cái núm vặn và các bạn có thể điều chỉnh các cái chế độ ở đây. Còn đây là cái phần mà các bạn có thể rút ra và thay thế, là các bộ phận phụ đi kèm. Ví dụ đây là một cái bàn trông và các bạn có thể tự massage đúng những cái vị trí ở dưới lòng bàn chân mà các bạn muốn. Thì các bạn nhìn thấy là ở phía bên trong lòng của Medizana thì có thêm 4 cái trục quay. Trục này là các bạn cần đặt chân lên và lăn bên đấy để massage chân. Và bên dưới bề mặt thì là gồm có những cái thiết kế bề mặt là những cái hạt như là bàn trông nhỏ, và các bạn cũng có thể đặt lên và nó sẽ massage chân mình trên đấy. Và bây giờ để sử dụng máy massage chân Medizana thì thật ra là máy massage chân còn có chế độ là sử dụng không cần dùng nước. Thì lúc đấy các bạn chỉ dùng một cái chế độ là chế độ rung và chế độ là có đây là tia hồng ngoại để các bạn có thể vừa sửa ấm nhẹ vừa có thể kích thích các mạch máu để giúp thư giãn tốt hơn. Và đây là chế độ rung của Medizana. Thì với chế độ này là các bạn có thể sử dụng là không dùng nước. Và giờ để sử dụng Medizana, các bạn chỉ cần bấm chế độ thứ nhất. Đây là chế độ zoom cộng với kết hợp là massage có tia hồng ngoại. Đây sẽ là tạo tia hồng ngoại. Và tia này có tác dụng là làm ấm dần hơi nước cũng như là ấm cái phần chân của bạn, cũng như là tia hồng ngoại sẽ giúp massage và kích thích các mạch máu dưới lòng bàn chân. Và cái cùng với kết hợp với chế độ zoom nhẹ đây sẽ làm cho bạn có cảm giác thư giãn và thoải mái hơn. Và với chế độ này thì các bạn có thể sử dụng không cần sử dụng nước. Và đây là chế độ sẽ là kết hợp giữa việc là có nhiệt ấm cùng với cái bọt nước. Thì với Medizana ở đây có cái chế độ thì có nghĩa là nó sẽ giúp nước được giữ ấm lâu hơn, hay là tạo cho nước ấm nhẹ lên và các bọt nước bên sủi lên này để kích thích các cái mạch máu dưới lòng ở chân bạn, giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Chế độ tiếp theo đấy là chế độ kết hợp cả 4 cái chức năng này lại với nhau, đó là vừa dùng hồng ngoại, vừa có cả bọt nước và vừa có cả các nội dung ở đây. Thì máy này có thể chạy liên tục trong 20 phút và bạn sẽ cảm giác là nước ấm dần lên, ấm rất là nhẹ. Mình vừa mới giới thiệu xong với các bạn 4 chức năng của Medizana. Và các bạn đã chứng kiến cái hoạt động của Medizana. Và giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn các bộ phận đi kèm của máy massage chân Medizana. Thì như mình vừa mới giới thiệu là máy massage chân còn có 3 cái thiết bị nhỏ đi kèm như này. Một là cái bàn trông và có tác dụng là để các bạn có thể cài ngay bên trên bề mặt máy như này, và các bạn có thể đặt chân và trong quá trình rung hay là quá trình các bạn chân thì bề mặt trông sẽ giúp các bạn massage đúng cái vị trí mà các bạn muốn. Cái thứ hai là một cái cục đá mài nhỏ, là các bạn có thể ngâm chân và trong quá trình da chân mềm ra thì các bạn có thể dùng cục đá mài để mài bớt các tế bào chết đi, hay là dùng bàn chải để làm vệ sinh chân. Thì máy massage chân của Medizana vừa có giúp các bạn có thể thư giãn, giảm mệt mỏi, giảm căng thẳng cho đôi chân của mình, làm tăng sức khỏe của các bạn lên, và vừa có tác dụng có lẽ khi các bạn ngâm chân trong nước có thể kết hợp thêm một chút thảo mộc hoặc là một cái loại muối ngâm chân sẽ giúp cho da của các bạn mềm mịn hơn và tránh được cái tình trạng khô nứt nẻ ở phía gót chân. Và mình nghĩ là một chiếc một cái chậu massage chân Medizana là cực kỳ hữu ích trong cái cho mùa đông cũng như là cái mùa thu khô hanh sắp tới ở Việt Nam. Như vậy là mình vừa mới giới thiệu xong với các bạn về máy massage chân của Medizana. Để đặt mua sản phẩm hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của Đức, xin mời các bạn liên hệ Facebook Trương Trà Hàn Sách Tây Đức hoặc vào website duc-viet.com hoặc liên hệ trực tiếp với mình qua số Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem clip.